Anh em mình nha, xe Kia Morning rất là đẹp, nội thất còn rất là mới, đời 2007, xe nhập Hàn Quốc, máy gầm số ngon, sân Suzuki chạy im ngon, giá hợp lý, số tự động, xe nhập Hàn Quốc, túp lô túp ly rất là đẹp anh chị nha. Sơn si thì nói chung anh em nào không ưng thì muốn làm gì đó em sơn là cho, muốn đổi màu không đổi màu luôn, muốn dặm em dặm cho anh em mình, nhưng mà em thấy cũng còn khá là mới, tại để đây hơi dơ thôi. Đây là đời 2007, xe nhập Hàn Quốc, máy gầm số ngon, bảo hành máy móc cho anh em mình chạy nửa năm luôn nha. Đó, số tự động, biển số đẹp luôn, 150 triệu thôi. Anh em đưa em 120 triệu lấy xe về cho nợ 30 triệu đồng, cho nợ 30 triệu đồng với mẫu món đi này nha anh chị nha, bao xài bao chạy bao chén bao quay đầu, có xem làm sẽ cứu bớt cho anh em mình luôn. Đó, chạy ngon im, giá hợp lý, 4 mâm 4 giỏ còn gì. Đó, máy em ru à, bao dùng với anh chị mình luôn nha. Máy này là dơ chứ không phải là bị gì nha anh chị nha, dơ nha. Rồi anh em nào quan tâm món này thì nhắc máy alo em 0866 678 971, 0834 33 3371, nơi giao lưu cho đổ mua bán với bà con, có xem là sẽ cứu bớt cho anh chị bà con mình nha. Em cảm ơn rất là nhiều anh em ơi.